Diễn này tay đã trao tay từ nay hai bạn bên nhau suốt đời. Và xin toàn thể lấy một tràng tay đồng nhiệt thế nào. Vâng, kính thưa quý vị anh chị và các bạn, vừa rồi quý vị anh chị và các bạn vừa được chứng kiến cô dâu và chú rể trao nhẫn cưới cho nhau. Và còn cái gì nữa mà... Vâng, xin mời cô dâu chú rể đứng lên đã. Vâng, và theo như 1001 lá thư yêu cầu của quý vị trong phòng cưới hôm nay được chứng kiến chú rể trao nụ hôn lồng cháy của mình cho cô dâu trong ngày cưới trong đài này. Quý vị ơi, một tràng tay đồng nhiệt thế nào. Vâng, xin mời chú rể. 1, 2, 3. Vâng, và để tiếp nối chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời ông bà nội của chú rể. Vâng, xin mời ông bà hãy lên trước đài hoa hạnh phúc của cô dâu chú rể trao cho hai cháu của mình món quà trong ngày cưới trọng đại của hai cháu ạ. Vâng, một lần nữa xin trọng kính mời ông bà của chú rể ạ. Xin mời ông bà hãy lên trước đài hoa hạnh phúc của cô dâu chú rể trao cho hai cháu của mình món quà trong ngày cưới trọng đại hôm nay. Vâng, và để tiếp nối chương trình xin được trân trọng kính mời song thân phụ mẫu của chú rể. Vâng, xin mời bố mẹ của chú rể hãy lên chiếc đài hoa hạnh phúc của cô dâu chú rể trao cho hai con của mình món quà cưới. Vâng, xin mời bố của chú rể đâu rồi ạ. Rằng hai đứa sắp son một đời, dù cho về cạn núi rời, mong rằng hai đứa chọn đúng đời thì chung. Vâng, xin toàn thể nước dành một trọng đa đồng nghiệp với một bà đồng nghĩa từ bố mẹ của chú rể nào. Vâng, và để tiếp nối chương trình xin được trân trọng kính mời chú của chú rể ạ. Xin mời các chú của chú rể đâu ạ. Vâng, xin mời các chú, các cô và chú rể. Xin mời quý vị lên trước đài hoa hạnh phúc cô dâu chú rể để chú tấm hình làm lưu niệm nhân dịp ngày cưới. Đó.
Bây giờ còn ai?